5 loại quả tuyệt đối cấm thắp hương trên bàn thờ ngày Tết 2024, kẻo gia đình tan nát, tán gia bại sản, cả năm xui xẻo. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Tâm Linh Phong Thủy trên kênh Lắng Đọng Tinh Hoa. Thưa quý vị, tục lệ thắp hương trên bàn thờ ngày Tết Nguyên Đán là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam được lưu truyền qua hàng ngàn năm vẫn còn giữ vững. Nó không chỉ là tưởng nhớ tới người đã khuất, mà trong dịp Tết còn với mong muốn được các cụ, các ông, các bà phù hộ độ trì cho người thân trên dương thế, cả năm bình an và gặp nhiều may mắn. Trong dịp Tết Nguyên Đán, mâm ngũ quả thường sẽ được bày trên bàn thờ cũng như mong ước đủ đầy và bình an. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng không phải đặt loại quả nào trên bàn thờ cũng tốt và đặt như thế nào cho đúng cách. Dưới đây là 5 loại quả tuyệt đối không được bày biện trên bàn thờ trong dịp Tết này nếu không muốn cả gia đình gặp hạn xui xẻo liên miên. 5 loại quả tuyệt đối cấm thắp hương trên bàn thờ ngày Tết. Thứ nhất, các loại trái cây giả. Một số gia đình khi cúng tổ tiên vào ngày Tết, họ trưng trái cây giả như là nho giả, đu đủ giả, nải chuối giả lên bàn thờ để khi Tết bận quá nhiều việc đỡ mất công thay hàng ngày, lại đỡ tốn kém tránh được việc hoa quả thối mà không biết khiến các cụ quở trách hay tránh được việc bị chuột bọ cắn. Tuy nhiên, trong quan niệm thờ cúng trong dân gian từ xưa cho tới nay đều chọn trái cây thật, tươi ngon để thành kính dâng lên bàn thờ. Trong việc thờ cúng thì hoa quả vật phẩm bày trên bàn thờ là biểu hiện của tấm lòng, nên sẽ không tốt khi dùng lễ giả để mong biểu thị tấm lòng chân thật. Vì vậy, việc đặt trái cây giả lên bàn thờ để cúng là điều kiêng kỵ trong gia đình, tuyệt đối không nên làm, để tránh việc tổ tiên thấy gia chủ không có chân thật rồi quở trách gây xui xẻo cho gia đình. Thứ hai, trái cây đã chín quá. Thông thường, gia chủ nên đặt trái cây vừa chín tới lên bàn thờ để dâng cho ông bà tổ tiên. Lý do là bởi nếu chúng ta đặt những quả đã quá chín lên bàn thờ thì hơi nóng từ hương ở khu vực này sẽ khiến cho quả chín nhiều hơn nữa, từ đó sẽ nhanh hỏng hơn. Còn một khi đã có chỗ hỏng, trái cây sẽ bị ra nước, rồi sẽ trở thành nơi yêu thích của ruồi nhặng, từ đó làm bàn thờ ông bà tổ tiên trở nên không còn sạch sẽ nữa. Điều này là bất kính. Do đó, bạn chỉ nên cúng những loại trái cây vừa chín tới mà thôi, tuyệt đối không cúng trái cây đã quá chín, tránh việc mạo phạm thần linh. Thứ ba, trái cây có mùi quá nồng nặc. Khu vực thờ cúng là nơi thiêng liêng, chính vì vậy nên lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ và thơm tho. Việc đặt những hoa quả có mùi sẽ làm mất đi hương thơm nhẹ nhàng trong phòng cúng, cho nên cần kiêng kỵ những loại hoa quả có mùi nồng nặc. Hãy lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng là hợp lý nhất. Đừng chọn những loại quả có mùi quá nặng như là sầu riêng, mít. Cho dù người quá cố có thích ăn mít đi chăng nữa thì cũng không được cúng loại quả này. Thứ tư, trái cây có vị chua, cay, đắng. Trong quan niệm dân gian, không được cúng những loại trái cây có vị chua, cay, đắng vì họ cho rằng trái cây có vị chua, cay hoặc đắng thường coi như năm mới có sự khó khăn, gian truân trong cuộc sống. Việc kiêng kỵ cúng những loại cây này có thể được hiểu như việc loại bỏ điều xấu xảy ra trong cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho sự thịnh vượng và may mắn trong năm. Ngoài ra, từ góc độ y học, một số loại cây có vị chua, cay hoặc đắng thường chứa nhiều axit hoặc các hợp chất có thể gây kích ứng cho dạ dày, gây ra một số vấn đề sức khỏe khi ăn phải nhiều. Do đó, việc chọn lựa những trái cây tốt cho việc cúng không chỉ dựa trên quan điểm về tâm linh mà còn dựa trên quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình. Chắc chắn, việc cúng trái cây với những loại tươi ngon, tinh khiết và mang ý nghĩa tích cực sẽ mang lại sự hạnh phúc và an lành cho mọi người tham gia nghỉ lễ. Thứ năm, quả có hình thù dị dạng, kỳ quái. Những quả méo mó và có nhiều vết sẹo, gai góc, quả héo hay là hỏng là những quả sẽ mang tới nguồn năng lượng xấu, không nên bày trong mâm ngũ quả của ngày Tết. Đồng thời, những loại quả này
cũng thể hiện sự không thành kính của con cháu với ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn cúng những loại quả như là cà chua, thanh trà, chua me. Những loại này là những loại quả không nên bày trong mâm ngũ quả của ngày Tết. Do có màu sắc của những loại cây này có đẹp đến mấy đi chăng nữa, thì việc bày trên bàn thờ là điều không nên vì nó không thể hiện sự thành kính với gia tiên và thần Phật. Vậy mâm ngũ quả cần chọn những loại quả gì? Khi sắp xếp mâm ngũ quả bày ngày Tết, các gia đình người miền Bắc cần ưu tiên chọn những loại quả này. 1. Nại chuối. Nại chuối là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả của mọi gia đình ngày Tết. Từ thực tế trên mâm ngũ quả, nại chuối nằm ở dưới nâng đỡ những loại quả khác, cho thấy nại chuối mang ý nghĩa đem lại sự đùm bọc, sung túc, bình an, tượng trưng cho sự đoàn kết và hạnh phúc của mọi người trong gia đình. Lưu ý, khi chọn chuối bày trên mâm ngũ quả phải là chuối xanh, chưa chín, tượng trưng cho hành mộng và lâu hỏng. 2. Quả Phật thủ. Quả Phật thủ có mùi thơm quyến rũ, dùng để thờ Phật và gia tiên với mong muốn lưu giữ thần Phật và gia tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Trên mâm ngũ quả, quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, nơi cao nhất. 3. Quả quất. Biểu thị sự sung túc, gia chủ ăn nên làm ra. 4. Quả bưởi, tượng trưng cho nguồn sức mạnh dồi dào của mọi người trong năm mới. 5. Quả đu đủ, tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc đầy đủ, thịnh vượng. 6. Quả xoài, tạo nên mối quan hệ hòa thuận trong gia đình. Bên cạnh đó, người miền Nam bày mâm ngũ quả theo mong muốn cầu sung vừa đủ xài, ước mong năm mới đủ đầy, sung túc, tương ứng với 5 loại quả như mãng cầu, dừa, sung, đu đủ và xoài. Ngoài ra, còn có thêm quả thơm, tức là quả dứa, với ý nghĩa mong muốn cho con cháu đầy nhà và một cặp dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng bên trong để cầu may mắn. Ý nghĩa mâm ngũ quả trong ngày Tết ở từng miền. Mâm ngũ quả thường được trưng với 5 loại trái cây khác nhau và điều này cũng được nhắc đến trong kinh Vu Lan Bổn với hình ảnh tượng trưng cho trái cây 5 màu. Đối với người Việt chúng ta, con số 5 tượng trưng cho mong muốn được ngũ phúc lâm môn, phú, giàu có, nhiều của cải, quý, phẩm chất sang trọng, thọ, sống lâu trăm tuổi, khang, có nhiều sức khỏe, ninh, cuộc sống bình an. Còn trong Phật giáo, 5 màu sắc của mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ thiện căn là tín căn, lòng tin, tấn căn, ý chí kiên trì, niệm căn, ghi nhớ, định căn, tâm không loạn và huệ căn sáng suốt. Vì thế, các loại hoa quả được trưng trên mâm ngũ quả dịp Tết cũng mang ý nghĩa nhất định như quả bưởi, quả dưa hấu, căng tròn, tươi mát, hứa hẹn năm mới đủ đầy may mắn. Trái hồng, quýt, sắc đỏ cam rực rỡ, tượng trưng cho sự may mắn và thành đạt. Trái lê, ngọt ngào, ngụ ý cho việc gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Trái lựu, nhiều hạt với mong muốn con cái nhiều, vui nhà vui cửa. Trái đào, thể hiện sự thăng tiến. Mai, ngụ ý con gái phải có chồng, hạnh phúc. Trái táo, táo đỏ, mang ý nghĩa là phú quý. Thanh long, ngụ ý giống mây gặp hội. Quả trứng gà có hình trái đào tiên, thể hiện lộc trời ban xuống. Dừa, có âm tương tự là vừa trong tiếng miền Nam, có nghĩa là không thiếu. Sung, thể hiện mong muốn sung túc trong mọi mặt như là sức khỏe, công việc và tình yêu. Đu đủ mang tới sự đầy đủ phồn thịnh. Xoài có âm na ná với từ xài nếu đọc theo kiểu miền Tây, cầu mong cả năm tiêu xài không thiếu thốn. Mâm ngũ quả ở miền Bắc. Đối với người dân miền Bắc, một mâm ngũ quả đẹp đúng chuẩn phải có một mâm ngũ quả đầy đủ những loại trái cây như là chuối xanh, bưởi, phật thủ, sung, hồng, quất cảnh, ớt, dứa, với màu sắc rực rỡ nhưng phải hài hòa, đảm bảo đúng theo ngũ hành. Kim, màu trắng, mộc, màu xanh lá, thủy, màu đen, hỏa, màu đỏ, thổ, màu vàng. Chuối trong mâm ngũ quả được bày theo nải phải là chuối xanh, tượng trưng cho sự quần tụ, sum vầy đầm ấm. Bưởi có màu vàng, tượng trưng cho sự giàu sang, may mắn. Cũng có một số gia đình thay bưởi bằng quả Phật thủ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên, lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ.
Quả quất cảnh, quả hồng hay ớt đỏ được tô điểm xung quanh mâm ngũ quả vì có màu đỏ vàng rực rỡ và vô cùng đẹp mắt. Biểu tượng cho sự may mắn, thành đạt, còn quả dứa thì có mùi thơm đặc trưng, thể hiện mong ước về một năm mới an lành và nhiều phúc lộc. Người miền Bắc thường bày mâm ngũ quả kiểu truyền thống là đặt nải chuối xanh ở dưới cùng để đỡ lấy toàn bộ các loại quả còn lại. Chính giữa đặt bưởi, phật thủ hoặc là mãng cầu. Các loại quả khác như là đào, hồng, quýt, táo thì đặt ở xung quanh. Ở chỗ trống thì có thể xen kẽ ớt hay là quất. Mâm ngũ quả ở miền Trung. Giá đất miền Trung thường gặp phải thiên tai bão lũ, hạn hán quanh năm nên đất đai không được màu mỡ, ít cây trái. Vì vậy, mâm ngũ quả của người miền Trung rất đơn giản, không câu nệ hình thức, có gì thì cúng nấy, miễn thành tâm là được. Các loại trái cây thường có trong mâm ngũ quả của người miền Trung đó là thanh long, chuối, dưa hấu, mãng cầu, dứa, sung, cam hay là quýt. Mâm ngũ quả của người miền Nam. Người miền Nam bày ngũ quả theo mong muốn, cầu sung vừa đủ xài, mong ước năm mới đủ đầy, sung túc, tương ứng với 5 loại quả, mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Bên cạnh đó, người miền Nam không thờ cúng một số loại trái cây có cách phát âm mang ý nghĩa không tốt như là chuối, chuối nhủi, làm ăn không phát lên được, lê, lê lết, đổ bể, dễ thất bại, cam quýt, quýt làm, cam chịu. Cách trang trí mâm ngũ quả miền Nam thông dụng nhất là đặt đu đủ dừa xoài lên mâm trước do có hình dáng to và khá nặng để đỡ những loại trái khác, rồi sau đó mới lần lượt bày những loại quả còn lại lên cho đẹp mắt. Quý vị ạ, bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên có mâm ngũ quả thì hoa cũng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình. Hoa là tinh hoa của đất trời, như thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ và các thành viên trong gia đình dành cho đấng bề trên. Cũng giống như những loại quả không nên thắp hương, trong quá trình chọn mua hoa, bạn cũng cần kiêng kỵ 6 loại hoa sau đây để không gây bất kính với Phật và tổ tiên. Thứ nhất, hoa phù dung. Hoa phù dung là một loại hoa xinh đẹp, mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại rất mong manh. Hoa phù dung tuy đẹp nhưng cuộc đời chúng rất ngắn ngủi. Người xưa có câu, hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chúng thay đổi màu sắc tùy theo từng thời điểm trong ngày, từ trắng muốt sang hồng, đỏ, rồi sậm dần và lụi tàn khi trời sập tối, khiến nó trở thành loại hoa kiêng kỵ cho việc thờ cúng trên bàn thờ Phật cũng như bàn thờ tổ tiên. Thứ hai, hoa đại sứ. Loài hoa này tuy là loài hoa có vẻ ngoài trang nhã và có hương thơm nhẹ nhàng, nhưng loài hoa này lại là loài hoa đại kỵ, không nên đặt trên bàn thờ. Bởi theo quan niệm của người xưa, hoa sứ có hình dáng giống như một bộ phận nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Hơn nữa, hoa sứ cùng truyền thuyết về tình yêu trai gái, hoa này còn có tên khác là hoa champa, có mùi thơm, màu đẹp, trắng tinh khiết, nhưng chúng ta không dùng cúng trên bàn thờ vì theo một sự tích của Lào thì loài hoa này có liên quan tới chuyện tình yêu trai gái. Thứ ba, hoa phong lan. Hoa phong lan là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm bàn thờ dịp Tết. Tuy nhiên, loài hoa này khi xâm Phật thì không nên dùng vì hoa có nhiều màu sắc rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng với ý nghĩa này nhưng cũng không có nhiều người dùng để cắm trên bàn thờ. Thứ tư, những loại hoa giả. Nhiều người khuyên rằng gia chủ không nên bày hoa giả lên bàn thờ mà chỉ nên dâng những loại hoa thật. Bàn thờ chính là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên hay là bề trên. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng nếu dâng những vật giả thì sẽ không thanh tịnh. Theo quan niệm, việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm. Chính vì thế, nên dâng hoa tươi và thích hợp để bày tỏ lòng thành kính đối với bề trên. Bạn cũng không nên dâng hoa héo hay là hoa khô trên bàn thờ, vì theo nhiều ý kiến, làm như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp xui rủi, công việc bất lợi, không may mắn trong năm mới. Thứ 5. Hoa ly. Hoa ly có mùi thơm quyến rũ, là loại hoa khá rực rỡ, khi nở có màu sắc thanh nhã, đẹp mắt và mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Tuy nhiên, theo phong thủy, đây là loại hoa đại kỵ không nên đặt trên bàn thờ. Từ xưa, người ta cho rằng
Hoa ly tuy có màu sắc đẹp và hương thơm đặc trưng nhưng lại mang biểu tượng của sự chia ly, ly tán. Điều này làm ảnh hưởng tới sự kết nối và mối quan hệ của những người trong gia đình với tổ tiên của họ. Thứ 6. Cúc vạn thọ. Hiện nay, có rất nhiều gia đình cắm hoa cúc vạn thọ đặt trên bàn thờ gia tiên vì họ cho rằng cúc vạn thọ có màu sắc rực rỡ, tươi tắn, mang đến cho bạn cảm giác giàu có, thịnh vượng. Tuy nhiên, trong phong thủy, hoa cúc vạn thọ chính là một trong những loài hoa cần kiêng kỵ. Vì nhiều chuyên gia cho rằng việc bày hoa cúc trên bàn thờ sẽ mang đến cho bạn những điều không may mắn. Hơn nữa, hoa vạn thọ có mùi khá nồng nên không được nhiều gia đình sử dụng để trang trí trên bàn thờ gia tiên. Loại hoa nên chọn thắp hương để tăng thêm tài lộc cho gia chủ. 1. Hoa hồng. Hoa hồng đỏ là một loài hoa được biết đến bởi nó tượng trưng cho tình yêu hạnh phúc và ngoài ra còn mang ý nghĩa là sự cát tường. Hoa hồng thường có mùi thơm nhẹ, dễ chịu, rất thích hợp để dâng cúng trên bàn thờ. Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Nếu chọn hoa hồng đỏ là hoa cúng để trưng bàn thờ Tết, thì gia chủ sẽ được thần Phật phù hộ một năm mới giàu tài lộc, làm ăn phát triển, phát đạt hơn. Bên cạnh đó, có thể xua đi những điều xui xẻo trong năm cũ, thu hút nhiều điều tốt lành đến với gia chủ và các thành viên trong gia đình. 2. Hoa cúc vàng. Đây là một số các loại hoa được sử dụng để cúng trên bàn thờ phổ biến nhất, bởi hoa mang một màu vàng tươi sáng và bắt mắt với nhiều ý nghĩa khác nhau, thể hiện cho lòng hiếu thảo và sự trường tồn vĩnh cửu. Trong số các loại hoa, hoa cúc vàng là loài hoa tượng trưng cho sự sung túc và giàu sang. Hoa cúc thuộc hành kim được hiểu là kim tiền nên sẽ là lựa chọn hàng đầu để bạn trang trí và dâng lên bàn thờ gia tiên, thần tài. Không dừng lại ở đó, hoa cúc còn là loài hoa thu hút tài lộc cả năm cho gia chủ và mang tới sự thuận lợi trong công việc. 3. Hoa mẫu đơn. Thắp hương bằng hoa mẫu đơn sẽ đem lại vận may, tài lộc và nhiều điều tốt đẹp đến cho gia chủ. Trong phong thủy, hoa mẫu đơn còn đại diện cho tình duyên và phú quý. Khi dâng hoa lên Đức Phật thì bạn có thể gửi lời thỉnh cầu của mình đến Phật Tổ, nhằm cầu mong một cuộc sống tốt đẹp và đem lại may mắn cho gia đình về cả công danh, sự nghiệp và đường tình duyên. Dùng hoa mẫu đơn để cầu công danh sự nghiệp vẻ vang, thành công, chủ nhà chỉ cần lựa chọn 8-9 bông hoa mẫu đơn, sau đó treo về phía đông bắc trong phòng khách là thích hợp nhất. Nguyên nhân là mộc thủy đãi hỏa, cửi nước sẵn sàng, chở lửa đun sôi. Đây là ý nghĩa để hoa hướng về phía đông bắc của phòng. 4. Hoa đồng tiền. Ý nghĩa bắt nguồn từ họ cúc nói chung và tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết, cũng như là một biểu tượng cổ điển của cái đẹp. Tuy nhiên, giống hoa đồng tiền mang thêm ý nghĩa vui vẻ, được cho là có nhiều màu sắc. Chúng được cho là làm giảm bớt các tác nhân gây căng thẳng hàng ngày. Giống hoa đồng tiền mang thêm ý nghĩa vui vẻ, được cho là do màu sắc đa dạng vui tươi của chúng. Một bó hoa đồng tiền các loại có thể nhanh chóng nâng cao tinh thần và là một cách lý tưởng để làm bừng sáng một ngày của ai đó. Bên cạnh đó, hoa đồng tiền là một trong những loại hoa đẹp được sử dụng rộng rãi trong các dịp lễ, dịp Tết với ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Việc chọn hoa đồng tiền làm hoa cúng trên bàn thờ thần tài giúp gia chủ thịnh vượng trong kinh doanh, tài lộc dồi dào và thuận lợi. 5. Hoa lay ơn. Hoa lay ơn hay là hoa sơn có thân tròn dài, không có nhánh, lá màu xanh bóng, cứng, nhỏ giống lưỡi kiếm, xếp thành hai dãy so le. Hoa khi nở sẽ có hình phễu, nhị gắn ở đáy, mọc thành chuỗi, nở từ dưới lên trên. Mỗi bông thì có 5 cánh mỏng manh như cánh bướm xếp chồng lên nhau. Loài hoa này có nhiều màu sắc như cam, đỏ, xanh phấn, hồng, vàng. Hoa lay ơn có tên khác là lan kiếm. Theo phong thủy thì sẽ có tác dụng trừ tà, xua đuổi điểm xấu. Thường vào dịp Tết, các chị em hay chọn lay ơn đỏ hoặc là vàng vì nó tượng trưng cho những điều may mắn trong năm mới. Nhiều người Việt cũng tin rằng cắm hoa lay ơn ngày Tết chính là đem lại vượng tài cho gia chủ, hơn nữa còn có thể thể hiện cho tình cảm, lòng biết ơn, kính trọng với thế hệ đi trước. Quý vị thân mến,
truyền thống đi chùa vào dịp Tết ở Việt Nam là một nét đẹp tâm linh, nơi mọi người đến để cầu bình an, may mắn và sức khỏe cho năm mới. Đi chùa vào dịp Tết cũng là cách để tri ân tổ tiên, cầu nguyện cho gia đình và bản thân. Đây là thời điểm quan trọng để tạo điểm dừng cho năm cũ, cũng như đặt nền tảng cho năm mới tươi sáng và may mắn. Triết lý Phật giáo đã dung hòa vào sinh hoạt văn hóa, tư tưởng, tình cảm của con người Việt cổ một cách rất tự nhiên. Người Việt luôn thờ cúng và tôn sùng các hiện tượng tự nhiên gắn với đời sống sinh hoạt của họ như thần mưa, thần gió. Đạo Phật phù hợp với tín ngưỡng dân gian nên Đức Phật luôn được quan niệm là vị thần vạn năng, nhiều phép lạ xuất hiện để cứu con người khỏi cái xấu và cái ác. Đạo đức Phật giáo luôn răn dạy, ở hiền thì gặp lành, hành thiện thì tránh ác, tử bi cứu khổ đã dung hòa cùng tâm tư, nguyện vọng ngàn đời của nhân dân. Phật giáo Việt Nam mang tinh thần nhập thế, gắn bó với đời sống nhân dân và cùng trải qua thăng trầm của đất nước. Trong chiều dài của lịch sử, Phật giáo được tôn sùng và trở thành tôn giáo chính ở nhiều triều đại phong kiến. Đến khi bị thực dân Pháp xâm lược, dù bị nhiều lần đàn áp, các tăng ni Phật tử khi đó vẫn kiên cường bảo vệ và giữ gìn nét đẹp văn hóa ngàn đời. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, lễ chùa đầu năm đã thay đổi so với quá khứ rất nhiều. Một trong những biến đổi đáng chú ý là nghi lễ này được nhiều người hiểu không đúng bằng những hiện tượng biến tướng phản cảm làm mất đi giá trị nhân văn của truyền thống. Tôi thấy rằng, lễ chùa ngày nay thì đúng là quá nhiều tệ nạn. Người ta mang cái tục tâm vào chùa, đặt tiền thật tiền giả lên tam bảo, đặt tiền lễ và tay tượng lòng tượng, thậm chí đút cả vào miệng tượng. Người ta khóa vàng ở trong chùa. Những hành động phản cảm này xuất phát từ tâm lý thực dụng của người dân. Họ nghĩ đi cầu khấn Phật, cung bái nhiều hiện vật thì buôn một bán mười. Chính những hành động đó làm mất đi sự tôn nghiêm của Phật giáo. Họ không hiểu sâu xa rằng đến cửa Phật là tìm tới sự an lạc trong tâm thái. Đức Phật có thể ban cho họ sự thanh thản trong tâm hồn, chứ không phải là vị thần vạn năng cho mọi người mọi thứ yêu cầu. Có những thực tế đau lòng hơn nữa ở chùa Việt Nam ta ngày nay, đó là khi một số chùa không tránh khỏi sự biến đổi của thế giới hiện đại. Thương mại đã xâm nhập vào không gian linh thiêng này rất nhiều, biến chùa thành nơi đặt mục tiêu lợi ích cá nhân hơn là nơi đặt tâm tinh tấn tu luyện hướng về Phật. Hình ảnh chùa đôi khi bị lạm dụng, dùng như một công cụ thu hút du khách, bán đồ lễ hội hay quảng cáo thương hiệu, đã mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Tham nhũng cũng xuất hiện nhiều ở trong chùa, trụ trì mờ ám trong quản lý và sử dụng nguồn tài trợ một cách bừa bãi, không minh bạch, gây ảnh hưởng tiêu cực tới lòng tin của người dân vào chùa và cả vào những giá trị tinh thần của tôn giáo, dẫn tới ngày nay nhiều người không tin vào thần Phật nữa. Những biểu hiện này không chỉ làm mất đi sự tôn trọng mà còn làm mờ đi ý nghĩa sâu sắc của chùa, nơi mà từng ngóc ngách đều mang theo hơi thở của lòng từ bi và lòng thành kính. Chùa nên là nơi giữ gìn và lan tỏa giá trị tâm linh, đôi khi phải đối mặt với thách thức của việc giữ vững bản sắc trong một thế giới đang biến chuyển không ngừng. Hàng ngày, hàng tháng trong các dịp tuần tiết đã thế, thì ngày Tết đền chùa luôn là nơi người dân ưa lui tới cúng viếng. Tết là thời điểm năm cũ qua, đón chào năm mới. Từ lâu con người đã khoác cho nó một quan niệm linh thiêng, ai cũng muốn vào những thời khắc như vậy, mọi điều đều tốt đẹp suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, cầu được ước thấy. Bởi vậy, tùy theo từng địa phương mà ngay sau giao thừa hay trong 3 ngày Tết, ai không một lần đến chùa đền thắp nén hương, chắp tay khấn thần Phật, chiêm tưởng những điều ao ước của mình trong năm thì thấy như là thiếu thốn, thấp thỏm, chưa trọn vẹn điều gì đó. Đến chùa đền thuở xưa, các cụ cần sửa mình sao cho con người vừa thanh sạch về cả thể chất và linh hồn, dâng lễ vật hương hoa hay có chút tiền giọt dầu bỏ vào hòm công đức, hay thành kính đặt lên bàn thờ Phật, thần, tự tay trao cho các bậc tăng ni. Xưa kia, các cụ đi chùa đền đầu năm còn để cầu xin lộc. Lộc có thể là một nhánh cây nhú lộc, biểu hiện cho sự sinh sôi tốt lành ngày xuân, nhưng cũng có thể lộc là những điều mong ước về tiền bạc, chức quyền, con cái mà ta cầu xin thần Phật sẽ ban cho ta trong năm mới.
Lên chùa đền bất cứ vào thời điểm nào, nhất là vào ngày xuân, cốt nhất là làm sao lòng phải thành, tâm phải thiện, không cần lễ vật phải mông cao cỗ đầy, khoe khoang, chơi trội, ăn nói đi đứng tử tốn, nhường nhịn, tránh xô bổ, xô đẩy, biết nơi nào cầu xin cái gì và phải làm cho đúng cách, tuân thủ lễ nghi. Chỉ có làm theo tâm thế như vậy thì lòng ta mới thanh thản, bình an, bởi tin rằng thần Phật sẽ chứng giám. Đã có một thời do ấu trĩ sai lầm, chúng ta coi những điều nói trên là lạc hậu, thậm chí dán nhãn cho nó là mê tín dị đoan. Từ đó dẫn tới việc bài trừ, phá bỏ, không thừa nhận nhu cầu đời sống tâm linh của con người. Cũng may, sau mấy thập niên đất nước đi vào đổi mới, cách nhìn nhận đời sống tâm linh tín ngưỡng cũng đã đổi khác theo hướng coi trọng đời sống tâm linh lành mạnh của con người. Đặc biệt là vào những thời đoạn đất nước khó khăn về kinh tế, nhiễu loạn xã hội, lòng tin của người dân bị suy giảm thì đời sống tín ngưỡng nói chung, việc đi chùa đền lại có cơ hội phục hồi, thậm chí bộc phát, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề gây bức xúc cần chấn chỉnh. Trong số hàng ngàn ngôi chùa, nhất là các ngôi chùa làng, nay phần nhiều đã được nhân dân bỏ tiền của công sức để phục hồi tu tạo, vẫn giữ lại những nét thân quen, ấm cúng, núp mình khiêm tốn trong làng quê. Thì đây đó đã xuất hiện những ngôi chùa được tu tạo hay xây mới với dáng vẻ đồ sộ, uy nghi, thậm chí lai căng, không còn giữ được vẻ giản dị ấm cúng xưa kia. Trong những ngôi chùa đó, người ta bày biện đồ thờ tượng Phật theo hướng to nhất, đẹp nhất, xa lạ với dáng vẻ tử bi quen thuộc. Vào những ngày tuần tiết, nhất là những ngày đầu xuân, không khí lên chùa lễ Phật vẫn rất nhộn nhịp, thậm chí còn náo nhiệt đông đúc hơn xưa. Nhưng dường như cái tâm thế của con người thời nay đến với Phật không còn như xưa. Mặc dù ngày nay người ta mang nhiều lễ vật, hương hoa, tiền bạc vàng mã tới chùa đền hơn, hành vi của con người không còn thật khiêm nhường, tĩnh tâm, thành kính, mà thay bằng sự xô bồ phô trương. Ai cũng có vẻ hối hả như tranh giành lấy cái phước lộc mà thần Phật sẽ ban phát cho mình. Tệ hại hơn là xuất hiện cái hủ tục giải tiền thật ở khắp nơi, nhét vào tận tay thần Phật, cứ tưởng như là thể hiện lòng thành. Người trông giữ đền chùa hình như cũng rẻ rúng những đồng bạc mệnh giá nhỏ, nên để nhiều trường hợp tiền cứ theo gió, theo bước chân người đi chùa dẫm đạp. Thực sự đó là những hành động vừa phản lại tâm linh tín ngưỡng, lại phản lại văn hóa. Hình như sau mấy thập niên bị đứt gãy truyền thống, người Việt Nam hiện nay thiếu hẳn cái tâm thế đến với tâm linh thần thánh, thiếu đi những tri thức tín ngưỡng mà ông cha chúng ta ngày xưa đã tích lũy, định hình, nhưng do hoàn cảnh mà chưa trao truyền đầy đủ cho con cháu. Trong quan niệm của người Việt, đi chùa đầu năm mang ý nghĩa tống cựu nghinh tân, gạt bỏ những điều không tốt, không hay của năm cũ và đón năm mới trong phước lành, thanh tịnh của nhà chùa. Đi chùa ngoài cầu năm mới bình an và tốt đẹp, con người còn có cơ hội được trải nghiệm không gian tâm linh với mùi nhang khói, màu sắc của đèn và hoa tươi. Lễ chùa đầu năm, con người muốn khởi đầu trong sự thanh thản và bình an. Nghi lễ này đã tồn tại tới hàng ngàn năm lịch sử bởi những giá trị nhân văn từ đạo Phật. Phật không phải ngoại cầu mà tìm trong bản thân của mỗi chúng ta. Vậy nên, đi lễ chùa chỉ để khởi phát thiện tâm của mỗi con người. Chúng ta tới cửa Phật với tâm lành ý thiện. Phật không ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn, nhưng dạy ta quy luật của cuộc đời. Khi lòng người suy đồi, thiện lương bị xem là khờ khạo, không tranh giành bị xem là nhu nhược. Người ngoài xã hội được đằng chân thì lân đằng đầu, cậy mạnh hiếp yếu. Rất nhiều người vì tranh đoạt danh lợi, vì để đạt được tư lợi cá nhân mà ác độc, tàn nhẫn, không còn chút lương tri. Họ biến mình trở nên gian xảo, quỷ quyệt, mất đi hết những chuẩn tắc làm người. Chẳng còn coi trọng thiện lương, khoan dung hay nhân nghĩa. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc đức tin của con người hiện đại đang ngày càng bị hủy hoại. Xã hội hiện giờ, người thật sự thành tâm tín Phật hỏi còn được mấy ai. Không tin thần Phật, thậm chí nhiều người còn quay ra chỉ trích đức tin chân chính là mê tín dị đoan. Lại có người miệng nói rằng không tin thần Phật, nhưng suốt ngày cúng thờ tượng Phật, đi lễ đền chùa, miếu đường hoặc cúng thờ bài vị động vật hoặc niệm chú ngữ.
Con người ở trong mê mà tạo biết bao nghiệp chướng nhưng lại không bao giờ chịu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Bởi vì nhìn không thấy, nghĩ không thông nên người ta mới không ngừng làm những việc xấu xa, phóng túng bản thân, muốn sao làm vậy. Đến khi ác báo giáng xuống đầu thì e rằng hối hận đã muộn. Vì thế, bước chân vào chốn cửa Phật, chúng ta sẽ trân trọng cuộc sống, trân trọng và tận hưởng những gì mình đã có, để những giá trị nhân văn của nghi lễ đi chùa đầu năm lan tỏa. Mỗi người dân cần hiểu giáo lý cơ bản của Phật giáo, từ bỏ lòng tham, sự ồn ào của áp lực cuộc sống khi đặt chân vào cửa chùa. Thay vì những hành động thực dụng phản cảm, chúng ta có thể sáng tạo những giá trị nhân văn bằng những cử chỉ đẹp nơi chùa chiền. Vào thời khắc đất trời chuyển sang một năm mới, cũng là lúc mọi ngôi chùa trên cả nước trở thành không gian mọi người gửi gắm tâm nguyện và tìm kiếm sự bình an. Đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp rất cần mọi người gìn giữ và trân trọng. Người Việt Nam quan niệm mùng một Tết năm mới nên kiêng kỵ mặc đồ màu trắng và cả màu đen. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày đầu năm mới quần áo màu trắng hoặc màu đen thì cả năm sẽ bị xui xẻo và không được may mắn. Do đó, cứ đến dịp Tết Nguyên đán thì mọi gia đình cần mặc những bộ quần áo với màu sắc tươi sáng, với mong muốn năm mới ngập tràn năng lượng tích cực, sức sống mới, may mắn và mới mẻ trong cuộc sống. Vào những ngày Tết cổ truyền, đa số mọi người sẽ chọn những màu sắc rực rỡ, sáng sủa, có thể kể đến như là màu xanh, màu vàng để đi chúc Tết các gia đình. Tuy nhiên, màu đen hoặc trắng lại là màu bị mọi người tránh né, do những màu này mang tính chất u ám, không phù hợp với không khí ngày xuân đầu năm mới. Trong phong thủy, màu trắng biểu trưng cho sự tang tóc, đau thương, còn màu đen là màu thu hút tà khí. Thế nhưng hiện tại thì xã hội đã ngày càng phóng khoáng và cởi mở hơn, nên dần dần vấn đề mặc quần áo màu trắng hay đen không còn quá quan trọng vào những ngày Tết. Nếu bạn muốn mặc đồ trắng và đen mà ngại khó xử thì có thể tham khảo một số cách phối đồ. Nếu chọn các bộ trang phục màu đen hoặc trắng khi đi chơi Tết, hãy lựa chọn những trang phục có màu sắc rạng rỡ, tươi sáng khác. Chẳng hạn như là hãy phối màu tươi hơn với áo đen hoặc là áo trắng, nhằm giảm sự u tối cho trang phục. Bạn có thể phối với các màu khác như là màu xanh dương, màu vàng hay là màu xanh lá. Màu trắng và màu đen có thể làm nền so với các màu sắc khác, vì vậy hãy lợi dụng đặc điểm này nhằm giúp lựa chọn màu sắc rực rỡ. Quý vị thân mến, qua video ngày hôm nay, mong rằng quý vị giữ vững thiện lương, đừng để bản thân bị sóng cuốn theo dòng, không sa ngã mà hành thiện tích đức, khai sáng tương lai cho bản thân. Hơn nữa, mong mỗi người chúng ta đều là một người tốt, chân thành, khoan dung, thiện lương, khiêm nhường, nhân nghĩa, từ đó có được tương lai tốt đẹp. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe video trên Lắng Đọng Tinh Hoa. Nếu thấy hay, mời quý vị ủng hộ bằng cách bấm like và đăng ký kênh để đội ngũ của chúng tôi có động lực tạo ra nhiều video giá trị khác tới quý vị. Và chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc.